Thưa quý vị, với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Xuân, huyện Ba Tri đã huy động tốt các nguồn lực, thực hiện hạ tầng nông thôn và công tác an sinh xã hội. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng, góp phần và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Với vai trò hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Xuân đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác an sinh xã hội, Mặt trận đã phát động vận động quỹ vì người nghèo và tháng cao điểm vì người nghèo. Trong năm 2023, Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp ban ngành vận động xây tặng 5 căn nhà tình thương, 2 căn nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí hơn 587 triệu đồng, góp phần thực hiện tốt tiêu chí số 9, nhà ở dân cư trong bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Chị Đỗ Thị Diễm ở ấp Tân Điểm do hoàn cảnh đơn chiếc, học vấn lại không cao, không thể xin được việc làm ổn định nên gặp khó khăn về kinh tế. Năm 2023, với sự vận động của Mặt trận xã đã giúp chị một số vốn để xây nhà và giới thiệu việc làm cho chị. Đến nay, ngôi nhà đã hoàn thiện, đồng thời nhờ có việc làm mà kinh tế của gia đình chị Diễm cũng khá hơn so với trước đây. Cũng là em cũng mẹ đơn thân thì kiểu như đi làm vậy, làm hoài vậy kia mà chưa có cái nhà. Bây giờ nghe nói nhà tài trợ cho cái em cố gắng thì cái mượn thêm tiền. Rồi đó, rồi về cắt được cái nhà rất là mừng. Em cứ cố gắng làm hoàn thành nhiệm vụ và để cố gắng làm nữa để cho những người họ ta mạnh thường quân người ta cho tiền mình á, ta mừng với mình. Trong xây dựng hạ tầng nông thôn, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Xuân cũng đã thể hiện sự tích cực, năng động, sáng tạo trong phối hợp vận động các tổ chức cá nhân và nhân dân thực hiện. Kết quả là đã vận động dỡ khóa và bê tông hóa hơn 7.200 mét đường liên xã, liên ấp và đường ngõ xóm trên địa bàn, với tổng kinh phí vận động các nhà hảo tâm gần 17 tỷ đồng và nhân dân đóng góp số tiền 736 triệu đồng. Thì thông áp thì ban tác mặt trận cũng luôn thực hiện tốt cái việc vận động bà con để đóng góp kinh phí để xây dựng những cái tuyến đường, những cái cầu được đảng ủy ban hỗ trợ trong thời gian tới, thì cũng sẽ tiếp tục vận động tiếp bà con để xây dựng thêm những cái cầu, những tuyến đường thông áp còn sừng lại. Cái này cũng có do nhà hảo tâm ta tài trợ rồi mình cũng phụ góp vô trong này ba mới nữa. Thì ví dụ như là giờ mình tùy theo giờ nhà ở đây thì đóng góp nó khác, còn dân làm ruộng thì đóng góp nó khác. Ví dụ như giờ có nhà trực tiếp ở đây đóng góp 3 triệu thì mỗi người làm ruộng đây đóng góp 1,5 triệu vô. Thì vậy để chung tay để mình làm. Về mặt trận cũng phối hợp với chính quyền cũng như các tổ chức thành viên thì thường xuyên hàng năm thì vận động mạnh thường quân cũng như tất cả các nguồn trong ngoài tỉnh để mà hỗ trợ, đặc biệt là đối với công tác an sinh xã hội. Với nhiều việc làm cụ thể thiết thực, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Xuân đã đóng góp không nhỏ vào sự thay đổi diện mạo nông thôn Tân Xuân và thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.